Chào các bạn nha. Hôm nay mình quay mấy cái anh em mình đang chở xe rơm về nè các bạn. Dùng công nông chở về. Máy gặt liên hợp ở đây nhưng mà bên đây họ gặt bằng máy cắt mini nè các bạn. Máy cắt mini họ lấy rơm, còn rơm như ở đây là họ bên này là rơm phóng họ nó cuộn lại. Đây là rơm phóng cái đây là rơm máy chạy liên hợp. Còn bên đây là máy mini nè các bạn, cắt thả hàng bó lấy gom cho bò ăn các bạn. Mới mới cắt này 2 ngày giờ họ bó họ dựng lên nè. Xe công nông sẽ chở về lúa họ để ngoài đồng họ phơi luôn nè, đem về nhà thì không có chỗ phơi, bây giờ đây họ phơi luôn ngoài đồng. Đây máy cắt thả hàng nè các bạn, thả hàng rơm từng luống nha. Mình bó lại rồi xe công nông ra mình gom lại mình bỏ lên xe chở về. Đây bên đây anh mình đang chở đây nè, dục lên hết một xe đầy rồi các bạn, dục hết một xe đầy rồi nè, chở rất là nhiều. Còn đây xe đang lỡ dở nè. Còn bên này giờ bó lại từng lọn mình dựng để đây rồi cái rồi mình gom lại đóng đóng xe ra dục lên. Đây. Có những bó gom này lại phơi cho nó nắng khô là luôn. Kia từ xa thì những chiếc xe cuộn gom nè, từ xa nè các bạn. Máy phóng á, thì ra mình phải cuộn lại từng cuộn. Đây là máy này cuộn gom nè các bạn. Còn bên đây thì mình bó lại tới mùa thì làm nhiều thứ nào đập thì bó, còn ấy thì mình dùng máy để cuộn lại. Đầu lên giờ xe này cũng chuẩn bị lăn bánh, đầy xe rồi lăn bánh về. Qua cái mương nhỏ rồi. Rất nhiều
qua mấy cái bờ rất nguy hiểm. Lăn đảo qua đảo lại. Từ xa những cái xe cuộn gom chở cũng nhiều nè các bạn. Đây, cuộn lên từng đống rồi giờ hốt lại gom lên cao nè, chở cũng rất là nhiều. Đây, xe gom này chở cũng chuẩn bị dục sắp xong, sắp hết rồi các bạn ơi. Cái bắt đầu ngố lại giữa. Nãy xe cỡ dục lên nhiêu bó anh? Cỡ 700 bó anh ơi. Đó, xe chở rất nhiều không? Bó nhỏ nhỏ này cũng 700 bó nè. Nhỏ hơn 700 bó anh. Còn mấy bó thôi dục anh chân cho ông ngấu là luôn đi. Đi coi bà nào mà rước tôi đi luôn coi. Rồi dục dây lên, dục dây lên gàn lại luôn. Giờ là gàn lại các bạn, gàn lại cho nó chặt. Rồi mấy anh em mình bây giờ cọc xong rồi các bạn ơi, chuẩn bị đời máy về luôn. Bây giờ gàn xong rồi, anh mình chuẩn bị lên đời máy lên chạy về. Qua cái mương các bạn ơi, qua cái mương nguy hiểm quá. Chào các bạn nha, chúc các bạn coi vui vẻ, thành công trong công việc.